Nó chiều gọi lại đôi mơ, dương trần sắp dương bình trời. Từ đây cho nên vậy mà Đức Thầy than thở với thế gian là trời sang ra kể lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng giống đổi thay. Cuộc phù danh phú quý nay mai, lưng cái chuyện dời qua đổi lại. Ở thế trần mấy ai tồn tại, sống dự trầm như tuổi nghe lão bành. Đời an quan ngay chết tuổi xanh, như thở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm đèn, buổi bằng ngàn đặng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý khán giả trong và ngoài nước trên màn ảnh nhỏ lên chúng tôi. Kính thưa quý ông bà cùng toàn cả quý vị cô bác xa gần, kính thưa quý vị. Thì trong cuộc đời sống của con người hàng ngày, khi mang thân con người trong cuộc sống, ai cũng làm sao mình có vợ chồng, có con cái, có sự nghiệp, cuộc sống bình yên và cuộc đời được sung sướng. Và sống trên một hành tinh, trên một trái đất là mưa thuận gió hòa, muôn hoa đua nở, muôn trái đều xanh sôi, kinh tế đều ổn định, làm cho thế giới sống trong cảnh an nhàn vui sướng. Nên vậy đó là điều mong muốn của tất cả mọi người. Nhưng mà hôm nay tất cả bà con chúng ta xa gần, cũng như trường hợp nói riêng, nói chung là cả nhân loại trên trái đất, trong thời kỳ mạt hạ kỳ này, chúng ta lại thiếu phước bạc phần. Vì vậy mà có mặt trong cõi thế gian này, trong cái thời kỳ hạ nguyên mạt kiếp, mà Đức Thầy từng cho biết, vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, cho nên còn đầu thai làm con người thế gian. Cho nên hôm nay mình không gặp đạo, gặp Phật, gặp trời, gặp thầy, thì mình cho rằng trong kiếp sống, từ khi mang được thân con người lớn lên có sự học vấn, mình tự hào là mình là một con người có sự thụ hưởng sung sướng. Nhưng thật ra giờ có giáo lý Phật Đà, những lời chỉ dạy của Đức Thầy, cho nên biết kiếp trần gian của chúng ta có mặt kỳ này là một cái kiếp thống khổ. Mà Đức Thầy Ngài cho biết cảnh thế gian dường thể chôn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng. Thầy lại xác định cái cõi chúng ta đang sống đây là địa ngục trần gian. Cho nên vì vậy mà quý vị mình trước đây một vài chục năm, năm ba chục năm, khi cuộc đời nó có một sự phát triển về kinh tế và khoa học có cái hướng đi lên, thì mỗi con người đều hướng về tương lai của cái vấn đề đời mình. Nhất là làm sao mình được làm Liên Hợp Quốc, muốn làm sao vào tranh cái ghế Tổng thống Mỹ. Và nếu trường hợp nhỏ nữa là mình làm sao kinh doanh lớn chuyện ở bên đất Hoa Kỳ, Canada, là Hồng Kông, Pháp. Và nhỏ nữa thì mình phải có một cái biệt thự, có những cái khách sạn chọc trời ở đất Hà Nội, Sài Gòn, hoặc là cố đô là Đà Nẵng. Cho nên vậy mà đối với thế gian ai cũng mong cầu làm sao mình có một cuộc sống như thế. Nhưng hôm nay trong cái cuộc đời này, chúng ta bạc phước sanh vào thời kỳ mạt hạ, là kỳ thời kỳ tận diệt. Nên mấy chục năm nay mình chỉ bươi chải theo cuộc sống để làm sao cho mình có được những điều ước muốn đó được thành công.
Nên vậy quý vị, mình chạy mỗi mòn trên cuộc đời này, bây giờ hậu quả cuối cùng của nó là đi đến cái giai đoạn là bệnh dịch nó đang là hoành hành cả 210 mấy nước trên thế giới, điêu đứng đảo điên. Từ xưa nay lịch sử của đất Việt hay trên thế giới hoàn cầu, gần 200-500 năm trở đây chưa từng xảy ra một sự biến cố cực kỳ lớn rộng và nguy hiểm như hiện nay. Cho nên vì vậy mà quý vị, mình đang sống trong cuộc đời, ai cũng có địa vị, nhất là giám đốc ngân hàng, hoặc là làm chủ tịch một quốc gia, hoặc làm tổng thống một là đất nước, hoặc là mang cái chức là lãnh đạo Liên Hợp Quốc. Cho nên đang cuộc sống êm đềm, danh dự sang giàu nói chung là có tầm cỡ. Tự nhiên là cái bệnh dịch nó phủ xuống trần gian như trong đêm trăng trời tỏ rõ. Đang vui với bạn bè, tự nhiên trời sụp tối và coi như là tứ bề gió bão mịt mùng, làm cho con người phải điêu đứng đảo điên. Vậy thì hôm nay trong cuộc sống này của xã hội ngày nay, quý vị thử nghĩ, ai cũng đều được sống trong hạnh phúc là khi nào cái vấn đề thế giới được mưa hòa gió thuận. Nên vậy mà Đức Thầy viết diễn tả cái cõi thượng quân là sau này đó: cả thế giới mưa hòa gió thuận, tạo nên mong thanh quân đặt dân nơi triều ca, gầy dân tối hiền giờ mắt cầu thiên lý dĩ nhiên, nên còn đại thiên quay nấy lình tỏ tình đời ít câu cung thanh, mong gắng quan vào cửa xem tuồng có cùng cây điệu thú chim muôn, nhân với vật quần lại bồn tâm, đó mới biết ai là Phật thánh, ai tháo hiền ai lỗi nghe đạo nhà, đồng hát câu phụ tử cài ca, chúc trăm họ muôn nhà thành thơ, bồ đào lô thánh nữ trà tiên, muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi trung. Kính thưa quý vị, như vậy thì trong cuộc đời này cũng như trường hợp điển hình cách đây một năm, Tổng thống Trump đang ngồi tại chức Tổng thống Mỹ là cai quản cả hoàn cầu. Cho nên vậy mà ông là đại phú gia, có hàng trăm tỷ đô la, cuộc đời của ông có thể sống một 500 năm sau chưa hết tiền. Nhưng vì muốn lãnh đạo có danh dự tầm cỡ quốc tế, cho nên đăng vào cái chức ghế tổng thống. Nên vậy quý vị, mình trong cái thời gian bệnh dịch đang hoành hành nước Mỹ, ông cũng bị corona đưa vô một tầng. Cho nên vậy mà trong lúc đó ông cũng quản với kinh tâm tán đẩm, chứ đâu phải tiên Phật gì không sợ. Cho nên vậy mai là cái vấn đề thuốc đưa vô, trong 2 tuần ông hết thì được đi về. Chứ thật ra nếu trường hợp mà vấn đề kỳ đó là cái vấn đề ông qua đời luôn ngủng cù leo, thì vậy là cuộc đời ông đợi tàn tên tổ chúa rồi. Như vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì hiện nay diễn về bệnh dịch corona này nó đang phủ xuống hoàn cầu như một màn đêm buông phủ. Như vậy thì trời trăng trong mây tạnh mát, suối chảy róc rách, chim kêu ríu rít, hoa nở rộ rực rành. Quý vị đang hưởng thứ những cảnh vui ngoạn mục, tự nhiên giông gió mịt mù bỡ kéo tới. Thì cái này đối với cuộc sống trên trái đất này, hiện tại là con người đang sống trong vinh hiển sang giàu, tự nhiên bệnh dịch chụp xuống làm cho Tổng thống Mỹ cũng phải điêu đứng đảo điên. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ, như vậy thì trên trái đất này hiện nay, vì vấn đề theo tôi thiết nghĩ, nếu cái bệnh dịch này kéo dài trong 10 năm nữa, mà nếu con vi trùng này nó không xâm nhập vào trong cơ thể quý vị để đục cho cái lá phổi tan nát mà đưa vô lò thiêu, thì quý vị cũng đau tim đây tới 10 năm nữa chết hết. Là bởi vì quý vị mình thử nghĩ, cũng như hổng dài vấn đề Sài Gòn, dân chúng 4 tháng già là coi như phong tỏa, không có công ăn chuyện làm, cho nên đưa vào cách ly đói là coi như là muốn chết. Vì vậy mà nghe có cái lệnh được trở về nông thôn, vì vậy mà tấp nập đưa về miền Tây, nói chung là không biết bao nhiêu triệu người ở trên các tỉnh ở thành phố Sài Gòn, Đồng Nai và Bình Dương, túa về miền Trung rồi luôn cả miền Bắc.
Cho nên quý vị mình thử nghĩ, nếu trường hợp mà cái vấn đề bệnh dịch này là hôm gài vấn đề về tất cả cái một tỉnh như vậy về ít nhất 30 ngàn, mà là An Giang đặc biệt là 50 ngàn. Cho nên vậy mà bộ máy chính quyền, tất cả tôn giáo và những người có cái lòng yêu dân mến nước, chung sức chung lo cho bà con có vào cái cơ ngơi cách ly, có thuốc uống, có cơm ăn, có cuộc đời ổn định trong thời gian cách ly. Cho nên vậy mấy tỉnh thành miền Tây đang đo dấu huyết. Vì vậy thì nào là bên y tế thì cái vấn đề là làm sao kiểm định, rồi cái vấn đề là đưa thuốc ngăn ngừa chống dịch, còn kẻ thì lo cơm ăn áo mặc. Tính đâu là cái vấn đề bệnh dịch này nói chung là mình dập thời gian nó tắt, nhưng bây giờ đài báo mạng là cái vấn đề là coi như vì dịch nó bùng phát. Cho nên quý vị mình miễn ngày nào nghe trên mạng mà nó bùng phát được chừng là nó tăng, tỉnh nào cũng tăng, là quý vị mình thấy đau tim rồi. Là bởi vì mình đang sống như con vợ trẻ, nó đẹp tuyệt trần, ngày ngày nó nấu cơm cho mình ăn, hàng ngày nói chung là nó nói tiếng êm ả bên lỗ tai mình nghe đã ngứa. Rồi vấn đề có thằng con là 2-3 đứa học bác sĩ, kỹ sư, rồi danh dự với quần chúng, đi ra đường có du lịch, xin phát đồ lái, về nhà có biệt thự đồ ở, đêm đêm có con vợ lắm lưng, rồi dọn ra bữa ăn nào có tôm hùm, rồi cái cá bóng chân tượng. Mà nghe dịch bùng phát, cho nên vậy dịch bùng phát. Mà tại sao mình sợ, là tại vì sao? Ở tràng nọ sống kia nó cũng có những cái người, con người như mình vậy. Nó đang bên cạnh có một cô vợ đẹp, có một bữa ăn ngon, có cái nhà cao cửa rộng, có xe du lịch nó lái vậy. Mà tự nhiên bịch dịch dán xuống, kiểm định nó là bị dương tính, đưa vô là cái vấn đề cách ly điều trị. Cho nên vậy trong tuần hay tuần hết thì về nó tiếp tục cuộc vui với vợ con. Mà lỡ ra cái vấn đề nó đi luôn, ta là tắt hở tàn đời, rút tiếp hơi ra, đưa vô lò thiêu rồi vĩnh viễn cuộc đời. Cho nên vậy quý vị mình đang sống đây, quanh quẩn bên mình mà nghe cái vụ bệnh dịch bùng phát là tự nhiên bên cạnh con vợ nằm gần thiệt, nhìn con vợ thấy hết tham. Mà tại sao em không biết bệnh dịch nữa, con vi trùng này ở trên trời giáng xuống không biết giáng ngay nóc nhà mình giờ nào. Em một là em đi trước, hai là anh đi sau, hai là anh đi trước em đi sau, hai nữa là cái vấn đề đáng như đang lái du lịch là cái sinh phát cái loại mà 50 tỷ chạy trên đường bóp kèn hai bên đường dòm nó từ đại gia. Cho nên vậy không biết vi trùng nó đụng sức giờ nào, cho nên vậy mà chết nằm trên hoa lăng bây giờ không biết giờ nào. Cho nên vậy mà lái xe thấy còn không phải nữa. Rồi tới bữa ăn ngon vợ dọn ra nào là tôm hùm cá bóng chân rồi này kia, gấp lên là đũa nằm không, quất vô miệng nghe nhai thao miệng, quất băm ba vô cái loại của Pháp nó đã vô cùng luôn. Mà không biết giờ nào con corona nó chụp mình bất tử, rồi cái vấn đề gấp miếng nồi lên đưa vô miệng tự nhiên ngã ngang trào đồm. Cho nên vậy mà lúc đó nói chung là bây giờ đang đau tim, nên vậy mà càng giàu chừng nào đau tim nhiều chừng đấy. Là bởi vì nghèo bữa đói bữa no, nó nói chết sớm nào tốt nấy. Bởi vì ngày nào cũng đi mần cỏ mướn, ngày nào cũng đi theo máy cắt mướn, ngày nào cũng dắt lúa mướn, ngày nào cũng đi đào đất, ngày nào cũng có vấn đề đi vấn đề làm thuê làm mướn chạm ra đầu. Cho nên bữa ế bữa đắt, cho nên vậy mà cái thân nó giải dầu, nắng mưa nắng táp mưa sa làm cho cuộc đời điêu đứng đảo điên. Vì vậy mà chạy cực tối ngày ngoài trời nuôi vợ con. Đôi khi có bữa kiếm vài trăm ngàn về miệng cười tấm đắc, đưa cho con vợ rồi miệng nở nụ cười, bữa nay anh chạy trúng đánh được 500 ngàn. Bữa nọ bị công an phạt về không có cắt bạc, nói vợ ơi bữa nay đưa tiền phạt. Cho nên cái mặt méo như bánh bao chiều. Cho nên vậy quý vị mình thử nghĩ, mấy cái người nghèo nói chung là họ cái bệnh dịch này họ không sợ bằng mấy ông giàu. Bị gì họ đang lầm than thống khổ mà lũi, lỡ khổ rồi nếu có chết cũng không sao. Còn mấy ông giàu ở thành phố ở nước ngoài đang sống trong cái vấn đề là tôi nói chi tới người từ người đời, người đạo đây nè, nhờ cái vấn đề có đạo chút đỉnh cho nên đất địa Củ Chi không kinh doanh cái nghề là cái vấn đề là thuốc lá, biết là tội lỗi sau này cái vấn đề không tồn tại, quay ngang cái vấn đề kinh doanh đất đai rồi mở chùa cho mấy ông đạo niệm Phật. Mà hiện nay cô ta 65 tuổi rồi mà cũng còn nhan sắc nữa, là cũng dữ lắm.
Vì vậy thì bây giờ gửi ngân hàng đâu khoảng từng cái trăm tỷ, mà mấy miếng đất còn lại sẽ bán luôn cả trăm tỷ à. Như vậy thì cuộc đời này đang ăn sang mặc đẹp, cũng hưởng được cái vấn đề này nọ, đồ thú vui của trần gian này. Mà 200 tỷ này nói chung là chịu ăn ở không, nói chung là ba kiếp vậy cũng chưa hết tiền. Mà bây giờ nói chung á, không biết là cái vấn đề là cái bệnh dịch này là nó có tha mình hay không. Cho nên từ chỗ đó mà ở đây kính thưa quý vị, hiện nay vì vấn đề là cái người giàu đó, hiện nay về theo tôi thấy đại gia trên đất Mỹ, đại gia bên Trung Quốc. Cho nên vậy mà bây giờ tôi là mở cái cơ sở là thuốc nam, nhờ Tuấn Dũng như thành hậu Ngô Cường quảng cáo trên cộng đồng mạng, trầy da sốc dễ mới được 200 triệu để mà cất cái nhà thuốc, như cái nhà là chưa bệnh chưa người tu đây. Chứ còn nghe tới nó tiền tỷ thì tôi run tay. Mà bây giờ nghe nói mấy cái tay đại gia đòi có hàng trăm tỷ đô la chứ không phải trăm tỷ Việt Nam nha. Trăm tỷ đô la, 1 tỷ đô la vậy là 22.000 tỷ Việt Nam. 100 tỷ đô la nó tính là tính ra cái tiền Việt Nam thôi, tôi hết tính luôn. Cho nên vậy là quý vị mình thử nghĩ, tôi tu hành năm nay nói chung 4 7 năm, mà nếu trường hợp mà có 1 tỷ trong mình tôi, nói chung tôi cũng run từ lóng tay lóng chân. Mà cái này nghe đại gia nó có hàng trăm tỷ đô la, cho nên vậy mà quý vị mình thử nghĩ, 100 tỷ đô la thì bây giờ nói chung đó ha, là nó muốn ăn gì cũng được. Chăng ở trên thế giới này có món ăn đắt tiền nào, nếu nó điện xem tới à, bị nó có hàng trăm tỷ đô la mà trên thế giới này hoa hậu cỡ nào, miễn nó điện rồi bò tới à, bị nghe tới 100 tỷ đô la rồi hoa hậu thế giới, miễn nó điện rồi nó bò tới à. Cho nên vậy mà ăn thì nó ăn món lương là nói chung trừ ra thịt rồng đó là nó bay trên trời, không có nhà hàng không có bắt nấu được. Cho thiệt ra mấy ngày nó muốn ăn thịt rồng cũng có luôn, cho nên vậy mà sắc đẹp sắc nước hương trời nó muốn cũng được luôn. Cho nên vậy mà biệt thự cao ngốc trời, nhưng hợp nghe nói bên Thái Lan có những cái lầu cao, là những khách du lịch đi về kể tôi nghe bển nó có cái nhà lầu cao 100 tầng. Cho nên vậy mà đi du lịch 6 triệu bên đất Thái Lan trong thời gian tuần nó cũng đưa lên cái lầu cao đó, là không tới cái nãy 50 60 tầng à, đưa lên đó nói chung là nó cho mình tham quan ở trên đó. Cho nên vậy quý vị mình thử nghĩ mấy cái đại gia, nói chung là bây giờ cái những khách sạn cao 100 tầng nếu trường hợp nó cần nó lên đi viếng tham quan đi chơi à. Cho nên vậy mà bây giờ quý vị mình thử nghĩ mấy cái tay đại gia có tiền nhiều, nói chung là hưởng muốn hưởng được sắc đẹp nó cũng muốn cũng có liền, muốn ăn ngon thì nó cũng có liền, cho nên muốn ở biệt thự là lầu phố cao nó cũng có liền. Cho nên vậy nó muốn có du lịch cái loại 50 70 tỷ này kia nó cũng có liền. Cho nên vậy trong cuộc đời nó sống sung sướng kiểu đó, mà nghe cái bệnh dịch bây giờ nó bùng phát khắp nơi vậy mà chết tùm lum tá la, nó nằm đêm nó gác trên trán gặp con cái bên con vợ đẹp, mà nó gác qua bên con vợ nó gác không nổi. Em ơi bây giờ anh tưởng đâu cuộc đời anh với em ít nhất ra cũng 70 80 năm hạnh phúc, mà bây giờ nghe nó dịch bùng phát cả toàn thế giới, như đất Ấn Độ chết ngày mấy ngàn, còn mấy đất Mỹ chết ngày 500 600, mà Ấn Độ coi như Thái Lan không gài chết ngày mấy trăm, mà Việt Nam cái đợt dịch vừa rồi 22.000 em nó đi vào trong lò thiêu. Cho nên vậy mà cái cuộc đời anh suy nghĩ này mang cái kiếp người, tưởng đâu chúng ta sung sướng mà sanh ra trái đất kỳ này, đặc biệt là trong cái thời kỳ nói chung là ác đức sát nhân thiệt, con vợ đẹp mà hưởng hưởng không trọn vẹn là bị sao, bị gì nghe con vợ mà nó dọn ăn ngon mà ăn nửa bữa mà nghe trên mạng nó nói bữa nay dịch bùng phát cho nên vậy bữa ăn nó thiệt ra không lẽ ói ra, bị gì nó đang nghe cái ăn ngon mà nghe nó dịch bùng phát thiệt nó ói ra. Cho nên vậy đang ngồi bên cạnh con vợ đẹp gác nó thiệt đã dò vô cùng, mà nghe nó dịch bùng phát thiệt dở dò lên không nổi, không biết vô lò Hòa Hưng đốt giờ nào. Cho nên vậy quý vị mình thử nghĩ như vậy thì cả trái đất hiện nay quý vị đang sống trong cái thời kỳ hạ quan mạt pháp, mang cái thân con người, tưởng đâu quý vị mang được cái thân này là quý vị mình sẽ sống lâu, và cái cuộc đời của mình đang mơ ước tưởng đâu nó hưởng thụ được lâu dài. Mà tôi nói đơn giản bây giờ nếu trường hợp cuộc đời này không có bệnh dịch xuất hiện thì tôi thường kể trên clip hoài là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nói chung là không biết là cuộc đời ổng còn trẻ, ông học vấn không bao nhiêu năm và ông bươn bươn chải trong cuộc đời binh bị chính trị tới cái chức thiếu tá thiếu tướng gì ở Việt Nam đó,
là bao nhiêu năm không biết gian khổ, mà khi lên làm tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mà ở Dinh Độc Lập mà có những cô đẹp tuyệt trần mà chủ nhật đều hội tụ trên nóc đầu mà ăn chiêu đãi đồ sướng vui đó. Nói chung là cuộc đời của ông không được bao nhiêu năm, không có đầy hai nhiệm kỳ 8 năm mà miền Bắc xâm chiếm miền Nam rồi lên cái vấn đề phi cơ chạy qua đất ngoại giống như ỉa cướp ỉa đái luôn, rồi lây que bệnh sống đá túc đất ngoại trong khi làm nguyên thủ quốc gia danh dự tối cao trong nước, cái gì cũng tài nguyên, cái gì vàng bạc lưu ly gì cũng của mình, gian sang gấm dốc gì cũng của mình, gái đẹp tuyệt trần cũng của mình, quyền cao chức trượng gì cũng của mình, lệnh ra là coi như là sấm sét bay trong mây trong gió mà tự nhiên biến cố xảy ra rồi chạy sang qua đất là Mỹ rồi sang qua thị sĩ ăn đậu ở nhà giống như con khỉ ngồi trên cây. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ, như vậy thì cuộc sống con người tưởng lâu ở vấn đề chúng ta sống được cuộc dài hạnh phúc, nhưng mẹ về đông cuộc đời 60-70 năm bươn chải là thấy ông nội mới được làm có một cái nhà biệt thự, có một cái địa vị cao trong thiên hạ mà hưởng thụ không mấy ngày rồi cái vấn đề tất cả những sự việc khổ đau trần gian nó phủ tới ỉa cứt ỉa đái luôn, giống như tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông tên thi cơ mà lúc đó nói trường hợp lúc đó ông xanh mặt mày hết, ông ỉa cứt ỉa đái trên mấy phi cơ luôn, phải không? Cho nên vậy cuộc đời sung sướng được mấy ngày đâu, như vậy thì hạnh phúc được bao lâu? Như vậy thì tất cả quý vị trong cuộc đời này ai cũng tưởng rằng trong cuộc đời mình mang được thân kiếp người, cuộc sống mình sẽ có một sự hưởng thụ sống lâu dài để tạm hưởng thú vui trần gian, nhưng nghe về đâu trong cuộc đời nó không có vui được bao nhiêu năm, mà kỳ này lại gặp cái bệnh dịch xuất hiện trên trái đất này làm cho thiên hạ kinh tâm tán đổ. Cho nên từ chỗ đó mà ở đây Đức Thầy mới than thở kiếp sống của con người là coi như là sống không bao lâu, mà con người cứ bướm víu trần gian tranh đấu mỗi điều để là coi như gạt lường đủ thứ để hơn thiên hơn thua thiên hạ để rồi hưởng thụ, nhưng cuối cùng cái hưởng thụ nó không được mấy ngày. Cho nên vậy mà Đức Thầy than thở với thế gian là trời xanh gã kể lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng giống đổi thay, cuộc phù danh phu quý nay mai lưng cái chuyện dời qua đổi lại, ở thế trần mấy ai tồn tại, sống dữ trầm như tuổi nghe lão bành, đời á quân ngay chết tội xanh, như thở trước nhan hồi còn trẻ, miễn cho được ngày hai cơm đèn mũi bằng ngàn đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế, xử những kẻ hung ăn tội tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn, ra kệ này hay chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh, ngọc máu quy ẩn trong nam đình, muốn tìm kim đáy biển gắn công, thầy dương trần luôn những ước mong, gặp dung đốt ngại mau cài cây, ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời, toàn ít cầu cầu chúc cho đời, mong ba tấm vàng dần giải thoát. Kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ ở đây tôi thiết nghĩ rằng nếu người trí thức thì không tới cái bệnh, không đợi tới bệnh dịch corona. Cho nên vậy mà cái nhà thuốc của tôi đây nó nằm cầm với cái miếng ruộng của mấy anh em ở đây, là nhất là cái thằng Hòa ở gần đây, còn bên cạnh đó là miếng ruộng đẹp 30-40 công nữa của cháu Khủ. Vì vậy mà tôi thấy lây quay cái vấn đề đó là nó xạ lây quay, tôi thấy nó xịt thuốc diệt mầm này kia, xạ phân lây gai cái bắt đầu là tới rước đồng đồng. Nên vậy mà tôi lây quay ngày nào cũng
chăm coi sóc bệnh nhân, rồi đem ba cái thuốc ra vô, rồi chạy tới đưa đi cùng với mấy cháu mấy em làm từ thiện ở trong nhà đây. Đây quay cái tôi bỏ tới đuổi luôn, dòm thấy lúa cao nhồng cái bữa nay dòm ngoài đồng, lúa nay nay rước một đồng rồi, rước một đồng cái lây quay cái vấn đề là tôi sống như thời gian nhanh lẹ, bây giờ tôi thấy đồng đồng không bao lâu cái vấn đề nó trổ ra trổ điều không bao lâu cái vấn đề nó đuổi đuôi, tới đuôi không bao lâu cái nó chín, chín không bao lâu nó gặt, cái gặt cái xong nó bắt đầu nó bán hết cái bắt đầu, nên lây quay do đất nghỉ được vài bữa cái lây quay lại nó trục chặt xong cái bắt đầu nó xả cái nó dịch diệt mầm. Cái việc mầm xong cái bắt đầu cái vấn đề là nó xạ phân, cái xạ phân hai cái bắt đầu nó rước đồng đồng, thứ ba cái nó rước lấy bông, thứ tư cái vấn đề nó rước hộp rồi lây quay cái chín cắt trên vậy mà nó lây quay vậy tôi thấy mùi lúa nó gốc kỳ nó bắt đầu hết mùa, rồi kiếp sống của con người trời Phật nó tránh dòm xuống thế gian cũng vậy, cho nên vậy mà vì linh hồn không có giác ngộ được Phật pháp trở về niết bàn hay tịnh độ để mà sống cuộc sống trường sanh bất diệt như Đức Phật, có thanh kim cương là bằng vàng bạc lưu ly, sống cuộc đời vĩnh viễn trường tồn như các bậc thánh hiền chư Phật Bồ Tát. Cho nên đầu thai thế gian này tôi thấy lãnh quẩn, cha mẹ đẻ ra cái bắt đầu đủng đỉnh biết ăn biết nói a b đi học cái lây quay cái bắt đầu trưởng thành. Cho nên vậy mà cái thằng quý phim tôi đây mà lúc mà tôi cái vấn đề dẫn nó đi núi non, tôi quen với ông vợ nó cách đây khoảng 20 năm, vì bắt đầu cứ vợ nó về nói chung lây quay tôi mới thấy hôm nào nè, bây giờ lây quay lại đẻ thằng con đó giờ hai mấy tuổi, giờ đang đi học bằng lái quy viên đó. Cho nên vậy mà tôi thấy cái vấn đề con người đẻ ra không bao lâu mà thấy nó lớn lớn bỏ quên cái bắt đầu nó có vợ, rồi bỏ quên cái bắt đầu nó có con, bỏ quên thời gian nó bắt đầu nó có vữa da, bỏ quên thời gian nó thấy nó chở chở gãy sợ thứ phân, bỏ quên thời gian nó thấy chở về đưa mày gò bắt đầu thấy cái đội đậu tì 8 người khiêng đi chôn. Cho nên vậy kiếp sống của con người nói chung giống như tuồng hát ở trên sân khấu vậy. Cho nên vậy mà Đức Phật mới thấy cái sống của thế gian đó, ngày đến đến đi đâu kêu ngược năm về về mãi chẳng ngừng ngang, tôi già thân yêu đã sầu cảm, tóc bạc mình dè lắm rộn ràng, biết được trần gian là mộng quyền, tử thần sửa sáng kéo vào quang. Có nghĩa là thầy nói ngày đến đến đi đâu cái ngược. Tôi mới nhớ hôm nào là Tết rồi nè, tôi gần gần Tết rồi tôi chạy tôi mua 3 bông thọ về tôi để trước cửa nhà đâu 20 chậu bậu rồi đây. Cho nên vậy mà tôi cũng gắng dính ra vui với ngày Tết anh em. Tôi cũng vô thiền viện Trúc Lâm An Giang đây, nó đẹp tuyệt trần đây. Cũng vô đó lội tông lội đông lội tây ra 2 bữa Tết rồi thăm đồng đạo này kia. Nên vậy là mà qua ngày thứ 2, thứ 3 nói chung tôi không có Tết ngày nào Tết với tôi trơn. Ngày nào đầu óc tôi cũng tính cái chuyện từ thiện. Một là trị bệnh thiên hạ, hai là thuốc viên cho khắp nơi. Thứ ba là coi đi giảng đạo chỗ nào, thứ tư là coi cho gạo chỗ đói, thứ năm thế như cho máy người ta nghe giảng, thứ sáu rồi coi chỗ nào dẫn mi YouTube quay phim cất nhà, thứ tám là cái vấn đề cất cầu vô thiên hạ. Cho nên vậy mà ngày nào tôi cũng đầu óc cỡ đó, cho nên Tết rồi tạm tôi nghỉ Tết cho vui với thiên hạ, hoặc là mấy ngày em anh Đúc cháu nữa kéo về nhà tôi ráng cầu nguyện cho quốc thơ dân an, cầu nguyện cho nó bình yên này kia, tôi ráng ở nhà ăn bữa. Chứ thật ra tôi không có ngày nào Tết không ngày nào không hết, mà lây quay cái vấn đề Tết hôm nào tôi bỏ quên qua, bây giờ tới tháng 10 rồi, cho nên vậy lây quay 2 tháng nữa rồi bắt đầu Tết nữa rồi. Cho nên vậy mà Đức Thầy cho biết là ngày đến đi đến đâu 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 kéo ngược, rồi năm về về mãi chẳng ngừng ngang, rồi tuổi già thân yếu đa sầu cảm. Cho nên vậy tôi nhớ năm nào là năm tiếp thu năm 75, tôi mới 17 tuổi đời còn son trẻ, đang đi học là coi như tới lớp 7 trường trung học của Đức núi Sập đây. Cho nên đi đâu ăn tani lớn lên có khoảng 20-30 tuổi, tôi ăn tani còn chụp lại cái hình có con ở xóm đây có gia đình mà có thấy hình tôi là cổ còn trầm trồ cổ khen ngợi, mà lây quay tới giờ đây tôi nhìn tới nhìn lui lại năm nay là 47 năm, năm 74 tôi 17 tuổi, năm nay lây quay 47 năm, vậy thì tôi nhìn lại chung kiến nói chung tôi khỉ già sao không y dạng vậy. Vì vậy thì bây giờ tôi nhìn lại cuộc đời lúc trước của tôi là bất chấp thời gian làm, nói chung không kể thân thể, tôi nghĩ rằng cái thân của tôi là nó mạnh như súng vậy, mà bây giờ nói chung là bệnh viêm gan C 15 năm bệnh gan 16 năm viêm gan C rồi, nếu không phải thầy thuốc nam nó qua ung thư gan là chết đời nào rồi,
rồi tiểu đường, 15-16 năm bệnh tiểu đường. Nếu không phải thầy thuốc, bây giờ nó biến chứng bệnh khác rồi, coi như lên máu đứt mũi máu não hoặc tai biến, nằm chỗ rồi coi như người thân nút cơm rồi. Cho nên vậy mà bây giờ là tôi là viêm gan C, lại là thận mãn nữa. Cái giới thận của tôi bây giờ nó dung mà nó hoại luôn à. Vậy mà bây giờ là tôi nhớ hôm nào đây tôi còn thanh niên son trẻ, cho nên vậy cái hình của tôi hồi đúc hai mấy tuổi đời Anthony giờ không biết mất đâu rồi. Cho nên nhìn vô thấy cái hình nó cũng hào hoa giống như là bảo đại chứ không phải chơi đâu. Mà 40 mấy năm trôi qua nhìn vô kiếm bây giờ tôi cái lưng cơm như cần câu à. Mà ba cái chứng bệnh trong nhà bây giờ nói chung là có anh em thứ tư trong cuộc đời, 5 mấy anh em. Mà bây giờ nói chung nó theo đạo chút đỉnh chứ còn cái vấn đề cái đứa mà hầu cận về bên cạnh tôi là đứa em thứ tư, nó dám bán nhà trên mạng đó để về mua đất thằng em thứ 8 này đây, còn dư nhiêu tiền đó là để mà là xây dựng cái nhà thuốc nam với cái nhà để chữa bệnh. Mà hôm gài kêu bán ngay bệnh dịch không có, giờ anh em giúp đỡ chút đỉnh người dai mượn. Cho nên vậy mà bây giờ nó nói đau, nó đau não hôm gài là coi như là tôi nói thôi mày cũng gắng, em cũng gắng sống để bảo vệ cái nguồn tài chính cho anh ba, chứ mày đứt bóng qua đời cả như tao coi như anh ba cả như vĩnh biệt. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ trong cuộc đời của tôi nói chung là tôi suy nghĩ tới lui là bây giờ là 47 năm trôi qua, giờ tôi già sức yếu, vì vậy mà bây giờ anh em đôi khi tới đi bằng công quả hoặc đôi khi lao động chuyện này chuyện nọ mà tôi nằm giống tôi thở dốc đó. Mà có anh em cũng không dám phiền, bị biết tôi ốm như con tác rồi, bệnh đợi không biết đứt bóng giờ nào. Cho nên từ vô đó mà tôi xét nghĩ kiếp người của tôi là bây giờ nói chung là cuộc đời của tôi hồi lúc 11-12 tuổi mà tôi biết đời tới bây giờ năm nay 63 tuổi là như vậy, thì tôi cả như 50 năm tôi biết đi, như vậy thì 50 năm này cuộc đời tôi thấy nó không dài gì thôi. Nếu mà tôi không ưu duyên với đạo với thầy á, tôi dưỡng con vợ 5 con mà cái bệnh dịch Sài Gòn mà nếu tôi lỡ mắt kẹt cái Sài Gòn mà bị giãn cách hở bỏ đói kiểu đó ha, là tôi chắc là tôi chết là coi như đưa vô lò thiêu Hòa Hưng nó quốc cái giờ nào rồi. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ xét lại kiếp sống của con người ở cõi trần gian này, quý vị nói chung là đức thầy cho biết là ngày đến đi đâu cái ngược, năm về mãi chẳng ngừng ngang, là tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình ve lắm rộn ràng, biết được trần gian là mộng huyễn. Nên vậy quý vị mình bây giờ có cái số người lớn tuổi cỡ khoảng 60-70, bây giờ nói chung là ăn mà họ ăn không vô, cho nên tới bữa ăn cái người 60-70 tuổi con nó dọn lên bữa ăn đầy món ăn hết trơn, má ăn đi má, mà gấp lên rồi nuốt nó trào ra. Nếu ăn mặn mà cá lóc nấu chua rồi tôm hùm thịt heo hầm đu đủ rồi này kia đó nghe, cá trời dinh chiên rồi đó, gấp vô đưa lên miệng nó trào vô nó ngon, sao má ăn không vô con, bởi vì má năm nay giống như cây nó khô rồi con ơi, tứ phân nó chẳng những nó không bắt mà nó còn trào ra nữa con, cho nên 60-70 tuổi rồi mà còn ngon đi nữa vậy ngon. Cho nên vậy mà nó đưa lên chiếc xe du lịch nó lái nó đi, nó chạy mà ngồi ghế sao nó nhiệt, bớt ra lại con ơi, nói sao vậy má, chạy mạnh mát nữa con ơi, mát nữa má ơi, nó mày chạy nó tao đứt mình máu giờ chứ cái vấn đề ngon gì đâu. Cho nên vậy chiếc xe SunPass con sống mình mấy chục tỷ, lái cho mình đi là thiền viện Trúc Lâm ở phương Nam ở Cần Thơ, nó chạy đi dù mấy con trẻ tao đã mát, mà này tuổi già mà chạy vừa tao đứt mình máu não à. Như vậy thì hỏi gì, cái tuổi lớn thì thầy cho biết là biết được trần gian là mộng huyễn, ăn mà ăn không vô, đi xe du lịch mình không đã. Cho nên vậy mà bây giờ đó băng đêm nó sắm cái ghế này, cái giường đệm nó để cái má mở tụi mát lên máy lạnh lên, tao là nghe ao, nó mày tắt máy lạnh, tao tắt máy lạnh giùm tao, cái hỏi sao tắt má, nó lạnh hơi tao tắt thở giờ, vô cái phòng lạnh sắm được đâu phải tiền ít đâu mà sắm cho bà mở lên, bà kêu tắt. Cho nên vậy nhớ lại chuyện thất cừ cách đây có khoảng 5-10 năm, cho nên lúc đó tôi mướn xe cái vấn đề đi Bạc Liêu, vấn đề lễ mẹ Quan Âm đó, mướn đầu khoảng 5-7 xe, có là tới Thốt Nốt là coi như cái cô này ở trong Kiên Giang là cổ ham cô lãnh, cô gặp tôi cái bắt đầu đó là cổ khoai cô lãnh, cho nên cổ ra chiếc xe lớn của cổ dọc đường nó bể bánh banh bọng gì đó tùm lum tá la, cho nên thiên hạ người ta 3-4 chiếc đi trước người ta được giữ lễ,
mấy chiếc sau người ta la làng. Cho nên cuối cùng rồi tôi phải bằng giá, bắt bằng mỗi giá, phải bốc xe khác liền. Cho nên vậy mà xe cổ 30 chỗ tôi bốc hai xe 16. Cho nên vậy mà chiếc có xe, chiếc xe thường có chiếc xe có máy lạnh. Cái bắt đầu tôi nói bây giờ dân ở bờ ao Phú Hòa ngay số 2, bây giờ số dân mới được lên chiếc xe 16 mét vuông đời mới, máy lạnh mới mua. Cho nên vậy mấy bà đã điện cho tôi, cô bác biết sao, họ vô cho chiếc xe mà đừng có máy lạnh, mở cửa để làm chi, để tôi đưa đầu ra ngoài tôi ói chứ ba cái vụ xe máy lạnh là tôi chết trong chiếc cái trong xe hả. Người ta được sống đi cái chiếc xe máy lạnh tao mừng thấy ông nội. Còn cái này dân bắt ốc bắt cua ở trong đồng Đông Bái, nó đưa cái xe máy lạnh thứ dữ tiền tỷ mà nó điện lại nó thôi đưa chiếc xe thường ló đầu ra ngoài đang ói. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ trên thế gian này cái tuổi già mà cái vấn đề là ăn mà không biết ngon, ngủ mà không biết đã, đi xe mà không khoái. Cho nên vậy mà biết được trần gian là thấy mộng nguyễn là cái như đầu rồi quý vị. Cho nên vậy mà bây giờ đối với cái tuổi già 60, hồi đó còn son trẻ 20 tuổi lấy lên, đi ra ngoài đường chạy chiếc xe mà gặp nhỏ nào đổ mũi dọc dừa, cái cầm lẹm con mắt đen quyền, tóc đen thui, dòm giống như tiên nữ trần gian thiệt, cái xe muốn lũi vô bờ luôn, bị lo dòm nó đó. Mà 60-70 tuổi rồi đó ha, mà nó lại gần sắc nước hương trời, mắt nhướng lên nhướng xuống hỏi nhỏ nào đáp ấy, nó con là con thí ở xóm này đi làm ở Bình Dương về đây ông không biết sao ông ba, ông nói tao mắt mờ nhìn có thấy biết trời đất gì đâu. Cho nên vậy quý vị mình thử nghĩ, kiếp sống của con người lấy quê không bao lâu nó già, như vậy thì đến nỗi sắc nước hương trời mà con mắt nhướng lên nhướng xuống dòm giống như là mây mù trước mắt, cũng giống như cái bản nhạc mà ở trên Đà Lạt mà Duy Khánh nó ca là sương mù trên núi cao. Ôi ôi, con mắt nó dòm thấy sắc nước hương trời mà nó nhướng lên đứa nào dễ bấy. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, kiếp sống của con người quý vị gẫm lại coi, cha mẹ đẻ ra còn son trẻ quý vị giữ được cái thời đó được bao lâu, rồi thời gian đến rồi răng rụng mắt mờ, gian ngăn mắt cốp, gối mỏi lưng còm không mấy hầu. Cho nên từ chỗ đó mà ở đây đó là tôi thấy cái sống tôi mà lúc tôi còn trẻ, cho nên tôi thấy mấy cô còn trẻ sống này tôi cũng muốn gả tình với mấy cô dữ lắm, mà cô đi lo dòm người khác không à, bị chuyện gái nó có cái tánh thà là có chồng xứ xa xứ môi cũng được, với mấy thằng ở gần không phái. Cho nên vậy mà tôi thấy mấy nhỏ đó nói chung nó cũng sắc nước này kia tôi cũng thèm lắm, nhưng mà thời gian rồi bỏ ngày qua tháng lại tôi có tu giác ngộ được đạo đức rồi lây quay, rồi tôi nhìn nó có chồng có con, thời gian rồi nó dẫn bày con về à, tôi vậy tôi dòm thấy thó thiệt muốn so kêu cho cắn lưng nó còn cái mặt nó đen rồi dòm thấy nó xấu, tao đang xấu như chung bùi diễm vậy. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, tôi thấy cái sống của con người này không bao lâu rồi nó già nua rồi nó xấu xí rồi nó bệnh tật rồi lấy quay rồi khiến nó ngoài gò. Cho nên từ chỗ đó mà ở đây đó, kiếp sống của con người ngắn ngủi như thế mà cõi thế gian này tưởng dài, cho nên họ buông ra tất cả những cái điêu ngoa xảo trá để hơn thua dưới đời, để mà giành giật cho mình có cái này cái nọ cái kia để làm chi, để cuối cùng rồi hơn cùng thua nhắm mắt cũng ra ma, cho chi bằng lúc sống danh tìm lấy cuộc nhân hòa, chứ thần thảo hay hơn là tranh đau, hoặc là sống tranh đua khi thác cùng xuống tàn, cho nên mượn trí huệ đánh tan mùi tục lụy. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ nói tới đây kể mẫu chuyện đi. Ngày xưa trong kinh Phật có kể mẫu chuyện con chim Anh Vũ. Con chim này nó lông đẹp, nó tiếng hát nó lãnh lót mà cái màu sắc nó đẹp cực kỳ. Cho nên có ông này, ông chuyên môn là bắt chim chóc này kia gọng vô lòng, hàng ngày đợi tới khách qua lợi đó dòm cái lòng ổng rồi gạ giá từ con bắt ra rồi ưu tiên giao ông ta. Nên vậy mà ông ta làm cái nghề này cũng một 20 năm. Bữa nọ ông nghe trong cánh rừng nọ có con chim Anh Vũ nó lông đẹp tuyệt trần, cho nên bắt được con này, nói chung bán được đắt giá có tiền hơn mấy chục con khác. Vì vậy mà ông gắng tìm cách bắt được con chim Anh Vũ nhốt vô lòng chung với mấy con chim khác.
Như vậy thì chim này nó mới có cái bộ lông vậy, chắc là kiếp người ta nó mới đầu thai trở lại, hoặc là tiên bị đọa gì đây, cho nên nó mới suy nghĩ bây giờ mình bị bắt vô lòng rồi. Vì vậy giống như bốn bùa, bốn vách tường bao bọc, hàng ngày cái tay của cái ông này ông thò vô, ông quơ qua lại là dài em ra ngoài nhổ lông nướng đu ti, cho nên vậy mà bỏ mạng xa trường. Vậy mà chim mây dỗ này nó có sự giác ngộ, cuối cùng rồi mỗi ngày ông này ông thò ngón tay vô, ông quơ quơ lại, quơ qua quơ lại, ông nắm tới nắm lui, bữa nay mình khỏi bữa mai mình khỏi bữa mốt mình khỏi bữa kia, nó cũng giúp vô tới mình. Cho nên vậy ông con chim anh Vũ mới suy nghĩ bây giờ thôi mình chỉ có cách là giả chết để qua nạn thôi. Vì vậy mà tự nhiên chim anh Vũ đó quý vị, nó bỏ ăn bỏ ngủ, nó bỏ uống nước luôn. Trong mấy ngày sau nói chung nó ốm tanh ốm to, nó nằm sát giường luôn. Cái ông chủ đó, ông mới nhìn thấy con chim nó lất lư ở trong vườn, cho nên thấy con chim này nói chung là chắc chết. Vì vậy mà mấy ngày nó nằm chờ đợi ông chủ này, nó có cái thế đặng nó bay, cho nên ông chủ nói con chim này chắc chết. Ông thò vô trong cái lồng, ông để nó trên cái tay, ông đưa ra khỏi lồng, ông nói sao tao nuôi mày mấy bữa để bán cho đại gia mà bữa nay mày lại bệnh. Nó co giò công cẳng nó bay cái dù gì, cho nên vậy mà ông chủ ông nói thôi mày gạt tao. Vậy thì kính thưa quý vị, con chim anh Vũ đó nó thoát chết. Như vậy thì mấy con chim kia đó hằng ngày nói chung ổng cũng cho nào là cái vấn đề tép tép đồ đó, mồi ngon đoạn thả vô nước uống nước bình lọc được không à. Cho nên mấy con kia đó nó bu lại nó uống, nó ăn dĩa lông nó cũng khoái lắm. Cho nên vậy thì mỗi ngày đập đầu là nướng đu ti mấy em đâu biết, cho nên vậy mà nó cũng cù teo. Nên vậy mà kính thưa quý vị, qua cái mẫu chuyện này thì thế gian này cũng vậy. Bây giờ con người sống trên cõi đời này, quý vị mình con chim nó bị bốn vách tường bao vây, thì bây giờ con người sống thế gian này mang thân người nó có bốn cái vách tường bao vây là sanh già bệnh chết. Cho nên vậy quý vị mình bây giờ trong lòng mẹ đẻ ra, trong bào thai đẻ ra, quý vị mình có thoát khỏi không? Cho nên cái đó gọi Đức Phật gọi là sanh. Vậy thì quý vị mình có mặt trên cõi trần này đều do trong 9 tháng trong bào thai người mẹ. Cho nên vậy ngày xưa đẻ bà mẹ gặn, chứ bây giờ phụ nữ ngày nay sợ đau cho nên mổ à, bắt con ra ngoài. Cho nên vậy quý vị mình bị cái vách tường gọi là sanh. Rồi đến lên quý vị mình là bơi chải thời gian mưu cầu cuộc sống, hưởng thụ thế gian này, vợ đẹp con cưng ăn ngon ngủ kỹ đủ thứ, cái lây quay dòm lại cái già. Cho nên vách tường già đâu tha quý vị đâu. Cho nên cái già thì quý vị bốn mùa thay đổi tấm tiết say dần, ăn uống chẳng ngon ngủ nghê chẳng đặng, cho nên vậy cuối cùng sanh bệnh. Kẻ ở đây đêm người thận si gai cục sống, kẻ thì ho phổi phương đàm à, coi như thần kinh tọa nhức nói đủ thứ, do anh vậy mà bệnh. Do anh vậy bệnh ít thì quý vị mình rước mấy ông thầy vườn, nói chung bác sĩ đường kia điều trị chích hai mũi đều bớt cho qua. Cho nên bệnh nặng phải đưa đi xe cấp cứu tò te lên bệnh viện Chợ Gãy. Cho nên vậy quý vị mình bị cái vách tường gọi là bệnh, rồi lây quay Chợ Gãy mà tiếp hơi 5-10 ngày mà không hết, thì cuối cùng rồi bây giờ ở bên nước ngoài có ba ông này có con Việt kiều nằm Chợ Gãy, ba thằng con bay mới bay về. Vì vậy mà vì hiếu hạnh với cha nên vậy túc trực ba thằng nuôi. Nói nhỏ bác sĩ bây giờ nói thiệt, ở Sài Gòn này bây giờ ngoài cái Chợ Gãy này bây giờ còn cái bệnh viện nào hay nhất nữa, bác sĩ chuyển anh em chúng tôi có thừa khả năng đi trị cho ông già. Bác sĩ này có tu chút đỉnh biết cuộc đời vô thường quý vị. Bác sĩ nói với mấy con ngẩng đầu lên nói còn ở Sài Gòn này còn có nhà thương nữa, mà nhà thương đó rồi nhà thương Chợ Ruộng, cái không phải Sài Gòn. Ông nói giờ ngoài Sài Gòn này ra ở đồng bằng sông Cửu Long này bây giờ có cái nhà thương Chợ Ruộng. Cái bà con nó phùng mang trận mắt, nói bác sĩ hồi đó giờ đâu nghe nhà thương Chợ Ruộng. Bác sĩ Chợ Ruộng là bây giờ cái ông này đó, cha mẹ đẻ ra lớn lên nó gặp mẹ các ông cũng ăn ngay tình ái ăn ngon ngủ kỹ tranh đâu hơn thua với thời để tạo sự nghiệp cho các ông đó. Bây giờ đó là tốn mùa tấm tiết thay đổi xây dần này kia sanh ra bệnh hoạn, tới đây là gan ruột gì nó đụng mẹ hết rồi, cho nên vậy không có qua đời không có sống nổi đâu. Cho nên vậy mà ông điện về nhà miếng ruộng ngoài nhà mà ngoài hè có cái chỗ nào cao đó, đó là nhà thương Chợ Ruộng đó, ông chở về mấy ông chở về đưa vô đó là êm trời đó. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ trên thế gian này bốn cái vách tường của quý vị đâu có tránh khỏi. Cho nên vậy mà chính Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa
Ngài là thái tử đang sống trong cung vàng điện ngọc, là vua trị vì thiên hạ, gia du đà la đẹp tuyệt trần, và cung phi mỹ nữ đẹp tuyệt trần đêm đêm ca múa những bài ca lả lơi để cho thái tử vui mắt đẹp nghe đã lỗ tai, để ngày ngày ăn những món cao lương mỹ vị và bước lên trên ghế có biết vua kẻ tung hô dạng tế gặp trời. Nhưng xét lại bốn vết tường sanh già bệnh chết mà ngài bỏ ngôi đi tu. Cho nên Đức Thầy mới nhắc lại là Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đau. Như vậy thì thế gian này quý vị bây giờ chúng ta đang bị bốn vết tường, bốn cái vết tường sanh già bệnh chết. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ cũng giống như chim Anh Vũ, là nó bị bốn cái vết, cái lòng nó bao dây cho nên nó ra không được. Cho nên vậy mà con chim khôn á thì nói chung là nó biết nhịn ăn để nó thoát thân, còn mấy con chim mà không biết khôn đó là nói chung là miễn chủ bỏ mồi vô là nó đua nhau nó giành, đưa nước vô nó giành nhau nó uống, nó ghẻ lông nó vui nó nhảy nhót trong lòng. Thì trên trái đất này cũng vậy. Cho nên vậy mà cái hạng người mà không có nghiên cứu về Phật pháp, có mang sắc thân rồi họ thụ hưởng, cho nên vậy mà cái tuổi xuân thời có khoảng chừng 25 tuổi lấy lên tới 40, mà nếu họ ở Sài Gòn mà họ là địa ốc hoặc là họ có đại gia, họ có một cái cơ hội làm ra tiền. Cho nên vậy mà con chim này nó đâu có biết là cái vấn đề là bệnh dịch. Sài Gòn chết mỗi ngày vài chục người, nó chết biết rồi, chết tới mình mà nó đâu biết. Rồi trong bệnh viện mỗi ngày không phải bệnh corona mà tắc hở tàn đời gì, cái vấn đề tim gan tỳ phế thận hết còn sự sống đưa ra nó đâu có biết. Cho nên vậy mà bây giờ nó 40 tuổi mà đại gia tiền đó là lâu lâu đi Việt Kiều về nước hoặc ở trên đó làm chủ địa ốc. Cho nên vậy mà nhìn trên mạng có lướt qua lướt lại coi có con nhỏ nào 17-18 tuổi con nhà vườn thiếu tiền mà nó đăng ký không, đăng ký làm gì, đăng ký bán đó. Cho nên vậy mà mua coi. Cho nên vậy mà con chim này nó đâu có biết trời đất gì đâu, nó thấy mồi bỏ mồi vô là nó quất à. Cho nên vậy mà cái hạng từ là 20-40 nó có tiền nhiều rồi, 6 ngày nó rác trên mạng chứ thôi, nó chạy vòng vòng quán bia ôm này quán bia nọ, nó hỏi anh chủ bữa nay có hàng mới không. Cho nên như vậy công an tưởng mà hàng mới tức là ốc huyện, mà hỏi đó hỏi gì nó hàng mới là có gái nhà quê mà là trinh tiết vẹn toàn gửi vô đây không, cho nên nó gọi là hàng mới đâu nội ơi. Cho nên vậy mà cái hàng đó nó đâu có biết trời đất gì đâu. Rồi bây giờ có một số nữa, thì bây giờ nó có một số thì vấn đề nó chạy bương chợ bương bởi trần gian này đưa ra biết bao nhiêu món điều hoa xỉu cá, đặng ngày tới chiều cũng đòi 5-10 triệu đăng chi. Nó điện về nhà hàng bữa nay lẩu dê thú dữ nghe. Cho nên vậy nó để bữa nay bữa ăn này nhiêu 20 triệu. Cho nên vậy bốn đại gia tôi về nay vô mánh xử lý nghe. Cho nên vậy quý vị bốn đại gia nó vô nhà hàng, nó ăn đâu khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, còn dư lại đâu hơn nửa mâm. Mà 40 triệu, nói chung 40 triệu này đó tôi mua được đó là nói chung 4 tấn gạo đó, ít nhất ra là 40 cái gia đình, 400 cái gia đình, 400 cái gia đình nói chung nó ấm được, nói chung là 20 bữa. Mà cái này nó vô nhà hàng 4 thằng nó quất hơi 20 triệu nữa, nó ăn cái nửa bữa nó bỏ lại. Cho nên vậy con chim này nói chung nó đâu biết trời đất bên ngoài bệnh dịch chứ. Nó có vấn đề là gì? Kinh tế lụng bại hoàn cầu đây, chết dần chết mòn, chết ông nội thôi đây, nó hay. Trời ơi, cho nên vậy mà nó thấy trong lòng miếng chủ bỏ vô mồi ngon là nó quất trên đầu nó cái đất vụ đó. Cho nên vậy quý vị mình thử nghĩ mấy con chim này đâu biết trời đất gì đâu. Rồi tới mấy con chim khác, mấy con chim khác là bây giờ nói tới ông nói đụng tới mấy ông đạo đi. Rồi đời người ta nói chung mấy con chim khờ đó là Đức Thầy cho biết là thế gian này đi tìm danh vọng giàu sang là khôn, nhưng mà Đức Phật Đức Thầy cho đó là hạng ngu. Là bởi vì khắp cùng làng sớm hương thôn, vì khôn quá sức nên tồn lại ngu. Ngu có nghĩa là cháu ngài vợ đẹp con cưng nhà cao cửa rộng là ngu đó. Là ngu là sao? Bị lo cho đã rồi cho vợ mình chết còn trẻ rồi nó khóc. Tới cái lâm mộ mình nó quăng cục đất sâu khùng nó la lớn lên. Đây là duyên đạn cuối cùng để tiễn biệt anh lên đường ra đi vĩnh viễn. Mà nếu trường hợp mình biết nói chuyện đó,
Hỏi mày chúc tao cục đất sau cùng vĩnh viễn chi vậy? Ở lại có chồng khác đừng có ghen nghe ông nội. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ con chim khôn thì nói chung là giờ nói chung là Đức Thầy cho biết là người khôn thế gian này cứ chạy theo ba cái vụ áo mộng trần gian, mà Đức Phật cho đó là cái vấn đề đó là người ngu đó là bị lo cho nó đã rồi, nó có vợ có coi như là có chồng khác. Rồi bây giờ nếu trường hợp mà cái vấn đề đó là mấy cô gái mà nếu trường hợp mà thương anh chồng nó cũng vậy. Tôi có quen với cô này ở Hòa Hảo, cổ điện về tôi có bệnh hoạn đang sống như đứa con, cái tôi than nó chồng đâu sao không đi theo chứ. Nó ông chồng tôi đúc cơ hàng ở Bình Thịnh Đông, còn nghèo khổ dẫn lên đây, cho nên lao động mới có chừng 6-7 tháng năm hà, coi như nợ chưa trả dứt, vấn đề lo cho con chưa được quá ngon lành. Cuối cùng nó đẹp trai, cho nên lúc tôi gặp nó, chồng tôi đó, mận nhiêu tôi cũng đưa tiền cho nó giữ hết. Là bị gì á, tôi đầy tớ thấy nó đẹp trai, như cho như là gì, Kim Tử Long. Cho nên vậy mà không chịu chuộng nó bỏ mình bất tử. Cho nên vậy mà mận nhiêu tiền tôi nó giữ, chừng nào tôi xài gì tôi xin tiền xè cho nó. Vậy mà lên Sài Gòn rồi, Đồng Nai, Bình Dương làm có mấy tháng trời. Con quỷ Cà Mau đẹp như thiên nga, dụ dỗ nó dẫn mẹ đi dữ rồi, bỏ tôi rồi. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở trên cõi đời này nếu trường hợp mình lo cho vợ chục năm mấy, cuối cùng rồi cũng nắm lấy tay không để ra đi. Còn nếu mình lo cho chồng cho mấy rồi cũng vĩnh viễn rời khỏi cõi trần gian này. Cho nên vậy mà Thích Phước Tiến có cái đĩa đó, tìm chốn bình gia an là trên cõi thế gian này mình đi tìm cái nơi bình yên không bao giờ có. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ con chim anh vũ là nó biết khôn, cho nên vậy nó biết nhịn đói để thoát thân. Còn mấy con chim khờ là mồi đưa nhiêu nó quất, nước đưa vô nhiêu nó dành uống. Cho nên đối với thế gian này bây giờ cái cảnh sanh già bệnh chết nó đang bao vây, bệnh dịch nó đang lộng hành cả toàn hoàn cầu. Cho nên vậy mà bệnh dịch hiện nay Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Canada chế ra không nghiên cứu không biết bao nhiêu triệu đô la để chế ra sắc vắc xin này vắc xin nọ để đi là phổ biến trên toàn cầu để mong sao chống được cái vấn đề bệnh dịch. Nhưng cuối cùng rồi ngày nào cũng báo bệnh dịch trên thế giới này bây giờ là cũng vài chục ngàn hết. Như vậy thì người ở này cũng giống như là trào 45 chết quá, quýnh trống la làng thì la cho nó đã, la sợ cũng như đi đường rồi nhát ma, bị ma nhát rồi la làng lên cho nó đỡ sợ. Chứ thật ra vấn đề ngừa nhưng mà ngày nào cũng chết trên thế giới vậy, sốc bùm bò hay trơn. Vậy thì quý vị mình thử nghĩ như vậy thì bây giờ trên trái đất đang sống bủa dây mình là bệnh dịch nó đang hoành hành cả toàn thế giới. Cho nên vậy mình chết giống như là chim rụng, là coi như là cháy xưa mùa u nó rụng. Giờ kinh tế hoàn cầu nó đang đụng bại, nó đang xuống dốc tuột độ, là bị gì quý vị mình thử nghĩ. Cái cơn dịch vừa qua giãn cách xã hội Sài Gòn mình có thời gian 4 tháng mà gần coi như là mấy ngàn cái doanh nghiệp giải thể. Như vậy thì kinh tế nó kiệt quệ cho quốc gia cả nào. Như vậy thì không phải riêng đất nước Việt Nam mà cả toàn thế giới luôn. Cái công nhân là coi như là nguyên một cái xưởng vậy mấy chục ngàn công, ngàn nhân công. Như vậy thì cái nhân công nó mỗi một ngày lương nó bao nhiêu tiền, rồi nó làm lợi cho cái ông giám đốc là bao nhiêu tiền, gửi ngân sách quốc gia là bao nhiêu. Như vậy thì bây giờ là chỉ có thời gian ngắn mà là gần mấy chục ngàn doanh nghiệp lại giải thể. Như vậy quý vị biết mình kinh tế nó lụng bại cỡ nào không? Nhưng mà nhà nước vẫn chấp nhận là bị gì, cái chết nó quan trọng hơn cái vấn đề kinh tế. Cho nên cả luôn nước Mỹ, nước Pháp đều cũng thấy bị vậy thôi. Cho nên vậy là bệnh dịch bây giờ nó đang lan rộng khắp toàn cầu, nó đang diễn biến phức tạp, nó biến thể vi trùng đủ loại, và kinh tế nó lụng bại làm cho tất quốc gia này với quốc gia nọ đến giai đoạn kiệt quệ cực kỳ nguy hiểm. Rồi bây giờ tôi bật lên mạng, tôi nói có một sao chổi đang ở ngoài hành tinh của chúng ta đây, thì nó là trên mạng ta là nói là coi như là chờ ngày đi vào vũ trụ. Và là cái sao chổi này nó cực kỳ nguy hiểm, nếu vào trong vũ trụ thì sao nó đụng quả đất của chúng ta, cũng giống như mà là container mà nó hôm trước mà ngay ngã tư là bến lứt vậy, mà nó không đập thắng nó quất tới là 7-8 xe là Honda lại chứ, nó cắn nhú người với nó nát như lớn luôn. Trái đất này nếu trường hợp mà sao giỏi đụng vô thì trên trái đất này nó biến ra thành bụi luôn, không chờ nguyên tử cái vấn đề là Đài Loan với là Trung Quốc nó chơi. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ bên cạnh trái đất của chúng ta đang cực kỳ nguy hiểm là cái vấn đề bệnh dịch.
nguy hiểm cực kỳ về vấn đề kinh tế lụng bại, nó cực kỳ nguy hiểm về vấn đề thiên tai địa ác ở bên ngoài trái đất của chúng ta. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ tôi nhắc đi nhắc lại coi như không ngừng nghĩ ba cái vụ này. Cho nên vậy mà trước đây 83 năm Đức Thầy mở đạo năm 39, Đức Thầy đã kêu gọi diễn được bệnh, và Đức Thầy nói lúc đau chích kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật ở đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Còn cái chỗ khác, ông mà ông hỏi Đức Thầy về vấn đề bệnh đó, lúc này cái bệnh quá rồi sao, mấy đứa nhỏ này bệnh dịch bung lâm đó rồi sao mà chịu nổi thầy. Cho nên vậy mà thầy mới nói muốn thổi hội này trẻ ăn chơi, đục tự trì tâm là phương pháp, nhắn giới cùng ngài có mấy lần. Đức Thầy dặn là cái vấn đề phải lo trước. Rồi chỗ khác nói rằng nó chiều gọi lại đôi môi, dương trần sắp dướng bình trời từ đây. Như vậy thì Đức Thầy kêu năm 39 nè, năm nay 83 năm rồi, kêu Đức Thầy là kêu mình là coi như là phải lo trước. Lo trước muốn khỏi bệnh, khỏi chết, khỏi đau, khỏi sầu, khỏi khổ, là Đức Thầy phải đâu biết là đồ lao muôn lanh sớm nghe ta. Đức Thầy ta nói đồ lao là đường khổ đó, đồ lao là đường khổ đó. Đức Thầy nó sống nghe ta là nghe thầy làm gì? Bố thí trì trai giữ giới mà. Bố thí là làm từ thiện đó, tiền ít tức tiền nhiều, đắp đường bồi lộ, sắm xe chuyển bệnh, rồi là đóng trại hòm các nhà dân nghèo, thành lập tổ cơm bệnh viện, vấn đề xe chuyển bệnh người ta, hoặc chế ra thuốc cho thiên hạ. Cho nên vậy bố thí trì trai lặng trai trường, giữ giới mà là không phạm vấn đề sắc sanh đạo tặc tà dâm ẩm tủ vọng nữ, uống rượu cờ bạc á phiện chơi bời sẽ đành điếm. Còn nếu tránh thêm nữa là sắc sanh đạo tặc tà dâm lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu vọng nữ tham lam sân nội si mê. Cho nên vậy thầy cho biết là bố thí trì trai giữ giới mà, cho nên vậy giữ giới là không phạm những điều giới đó. Phật đạo trao dồi tâm đánh lại, Phật đạo trao dồi tức là đi theo đạo Phật, đi theo cái đạo của Đức Thầy. Trao dồi tâm đánh lại có nghĩa là gì? Trăng với trần từ xưa đến nay vô lượng chúng sanh cũng bị mắt ưa xem sắc đẹp, tay ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Cho nên Đức Thầy cho biết là bây giờ Phật đạo trao dồi tâm đánh lại, cái tánh của mình là hay xem sắc đẹp hay gần gũi người nữ, người đẹp. Cho nên vậy mà sửa nó lại, tâm tánh lại. Cho nên vậy mà sắc đẹp chẳng có mến màng chi cho nó, cho khổ thân. Ở bên ngoài, tâm tức là cái diện nó phát khởi bên trong. Cho nên vậy mà cái tâm bên trong thấy sắc đẹp nó thèm, mà hành động tức là gần gũi nó, là cho nên vậy gần gũi nó là hành động, cho nên tánh. Nên vậy mà thầy kêu về sửa cái đó lại. Vậy thì bây giờ cái món ngon đó mà thấy tôm hùm, thấy coi như bò nướng đồ này kia đó, là trời vinh chiên đồ này kia, heo thịt hầm đồ này kia, nó thấy nó làm. Cho nên đó là cái tâm đó, tánh là bắt đầu đưa vô miệng bước nhai bẩm bẩm, đó là tánh. Như vậy thì giờ lỗ mũi ngửi hương thơm. Cho nên vậy mà chiều chiều đêm đêm gần gũi mấy cái đứa chân dài sức mùi thơm an mặt tên. Cho nên đi ngang cái vấn đề là phế liệu, hoặc là cái vấn đề đóng rác thải này kia, bụng lỗ mũi lại không thấy. Nhưng mà phái mấy cái chỗ phòng trà tủ đếm, mấy cô chân dài sức ăn mặc tan 3 số 7, rồi cái miệng. Cho nên vậy cái miệng thịt muốn ăn là trâu lươn bò là này kia, ăn cho đã miệng. Cho nên vậy mà cái sữa đó lại. Cho nên Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thiền chuyên chở lúc căng qua. Nếu mà Đức Thầy cho biết là giác thiền là gì, là thiền giác là muốn có trí huệ, mà con người có trí huệ mà căng với trần không còn chạy theo nó nữa, có nghĩa là con mắt không tham sắc đẹp, mũi không là ngửi mùi thơm, tai không thích nghe tiếng hay, lửa không ngưa độ ngọn béo, thân chẳng cần sự sung sướng, ý chẳng còn chức phận cao. Cái đó là Phật đạo cao dồi tâm tánh lại đó, giác thiền chuyên chở lúc căn qua. Như vậy thì Đức Thầy cho biết nếu ai sống trí huệ như vậy
thì chiếc thiền trí huệ đó tự nó sẽ đưa qua mình qua khỏi cái vấn đề tai nạn chết chóc. Cho nên Đức Thầy ngài cho biết là gặp cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc kỳ quan thường giết khách tài qua, nghe chuông linh sâm nhất bể ái hà, kéo vật dục cuốn lối vào bể khổ. Như vậy thì thế gian này mà nếu trường hợp hiểu được câu giảng của Đức Thầy, gặm cái cuộc sống của con người cõi đời này giống như giấc mộng mà thôi, như vậy được mấy người. Cho nên vì thế mà hôm nay qua cái câu giảng đầu tiên, như vậy được tôi thiết nghĩ rằng trên trái đất này hiện nay tất cả con người sống là nếu trường hợp ngoài cái người tu ra thì ai cũng mong làm sao cho mình có một cái chức lớn và có một cái địa vị trong xã hội này để hưởng những bổng lộc phú quý vinh hoa. Cho nên vậy mà nói xa thì tất cả những người trước đây, như trường hợp là ông vua Bảo Đại hồi thời cuối đời vua 12 đời vua của Triều Nguyễn, cho nên vậy mà lớn lên ông không hiểu được Phật pháp thì ông cũng đi vào trường đời để mà cạnh tranh với thế gian, là ông mai duyên tức là được vua truyền thôi, được làm vua để trị vì thiên hạ, và ông có một địa vị cao sang trong thiên hạ, và bên cạnh đó ông có một cái hoàng hậu năm phương đẹp tuyệt trần để gá nghĩa trăm năm trong cuộc đời ái ân là yêu đương nồng nàn. Bên cạnh đó ông có một địa vị sang giàu, và ông có một cái là giang sang gấm dốc, là nước Việt là của ông ta trong cái thời kỳ làm vua cái thời 45.